Giờ tôi cũng xem cây giống sầu riêng tại cửa hàng Thế Giới Cây Giống. Và tại đây thì đang có hai giống sầu riêng là giống V6 và giống Thái Mòn Thon. Ở đây là cây giống sầu riêng gốc 2 năm. Cây này thì chồi nó cao khoảng 2 tấc rưỡi từ mắt ghép. Và tổng thể cây thì nó cao khoảng 7 tấc. Và sầu riêng thì Thái cùng với Mòn Thon là hai giống được trồng nhiều tại Việt Nam. Lên đến 80-90% và được xuất khẩu mạnh qua thị trường Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại là tháng Giêng năm 2019 thì giá nó dao động từ 60 mấy ngàn cho đến 70 mấy ngàn. Cái sầu riêng đóng để xuất khẩu qua Trung Quốc. Còn cái giống tại Thế Giới Cây Giống thì giá nó dao động từ khoảng 95 ngàn cho đến 140 ngàn một cây, tùy theo kích cỡ.